là tại bông gân. Thực ra tụi em hiểu bông gân ở đây làm sao không? Bông gân đây có phải là cái gân nó bị bong ra không? Trong tất cả những cái thuật ngữ y khoa thì cái thuật ngữ mà sai nhất là cái từ bông gân. Tuy nhiên nếu mà nó sai đúng không, thì tại sao mà nó phổ biến như vậy? Là bởi vì trong giới y học người ta chấp nhận cái sai này. Và riêng cái từ bong gân thôi, nhớ nha, thì bản chất của bong gân nó không phải là bong cái gân ra. Bản chất của bong gân nó chính là tổn thương cái dây chằng ở xung quanh cái khớp cho tụi em nha. Và cái cơ chế mà gây ra bong gân hay còn gọi là đứt dây chằng á, cơ chế của nó đa số là do cơ chế gián tiếp. Những gì anh nói là những cái gì anh cho thi nha. Có hai cơ chế gây chấn thương đúng không tụi em? Là cơ chế gì? Trực tiếp và cơ chế gì? Gián tiếp. Cả hai cơ chế trực tiếp và gián tiếp đều có nguy cơ gây gãy xương. Nhưng đa số những cái chấn thương mà dẫn đến đứt dây chằng thì đa số đều là cơ chế gián tiếp nha tụi em nha. Vậy cơ chế gián tiếp là sao? Cơ chế gián tiếp là sao? Cơ chế gián tiếp là cơ chế mà khi mà cái lực nó tác động vào ở một vị trí nhưng mà nó lại bị tổn thương ở một cái vị trí xa hơn lực tác động. Nghe tụi em nha, thì được gọi là cơ chế gián tiếp. Có phải nó là một cái quyết định tự sáng không? Cho nó ăn trong lớp ăn giờ bạn mua bánh không? Nhưng mà thôi, anh cũng như tụi em thôi, lớn hơn có nhiều tuổi đó, có hai con giáp như nhiêu. Cho nên là không, nói hai con giáp cho nó buồn thôi, cứ ngon con giáp. Con giáp cặp thôi, được chưa? Con giáp lớn thôi. Rồi. Vậy thì cái cơ chế gián tiếp nó tác động, thông thường nó tác động ở một bên bề mặt. Họ nè, tập trung này nè. Tập trung này nè. Rồi, cái cơ chế gián tiếp một khi mà nó tác động vào một bề mặt, ví dụ như cái cổ chân này đi tụi em, thì cơ chế gián tiếp nó tác động lên cái bề mặt này đúng không? Ví dụ như là mình bị té xe đó, xe nó đè lên, vậy thì cái bề mặt bên đây là lực tác động vô, nhưng mà cái bề mặt ở bên phía bên đối diện nó bị toát ra, nó bị giãn ra. Và khi mà nó giãn ra như vậy đồng nghĩa với việc nó làm cái gì căng, nó làm cho cái dây chằng nó bị căng. Và khi mà dây chằng nó bị căng thì đứt dây chằng hoặc là nó bị giãn dây chằng. Giãn ở đây là sao tụi em? Tụi em hiểu giãn là sao không? Dây chằng nó có phải dây cao su không? Có phải dây thun không mà có giãn? Vậy khi mà mình nói từ giãn dây chằng thì theo như tụi em hiểu là sao? À, tụi em nhìn cái hình bên đây nè. Tụi em nhìn cái hình bên đây nè. Dây chằng nó có phải là nó có nhiều bó sợi đúng không? À, với cái trường hợp này thì nó đứt hết toàn bộ tất cả những bó sợi, cho nên mình gọi nó là đứt dây chằng. Tuy nhiên giãn dây chằng là trường hợp khác, là khi mà nó đứt không hết hoàn toàn tất cả những cái bó sợi mà những cái bó còn lại nó vẫn còn chức năng, nhưng mà mấy cái sợi collagen nó bị kéo giãn ra. Hiểu biết nói không nha? Có nghĩa là sao? Khi mà người ta đã nói tới giãn dây chằng đồng nghĩa với việc là có đứt không? Có, nhưng đứt là đứt những cái vi sợi thôi, những cái bó sợi nhỏ bên trong. Các em cứ hình dung, tụi em biết cái sợi cáp quang này đúng không? Biết cái sợi cáp quang không? Bên trong nó có nhiều cái sợi dây nhỏ đúng không? Thì nó đứt vài ba cọng dây ở bên trong đó, nó làm cho cái sợi dây nó giãn ra. Hai tụi em ha. Đó, vậy thì cơ chế chấn thương thì có thể là gập góc hoặc là có thể là bằng sẵn. Đại loại là những cái cơ chế gián tiếp. Tuy nhiên, mặc dù nó là đứt dây chằng, nhưng với những cái dây chằng mà do mình cắt đứt, do anh em mình ấy, tự cắt đứt, thì nó không được xếp vào bong gân. Vậy anh hỏi em nè, bản chất mọi dây chằng nha, mọi dây chằng mà nó có trên cái cơ thể người mình ấy, nó đều có chức năng hết, phải không tụi em? Đúng không? Vậy thì lý do là sao mà có ai khùng đâu mà đi cắt dây chằng hay không? Có trường hợp nào cắt dây chằng không? Có không? Hả? Và nếu có thì có trường hợp nào? Theo một xíu. Hả?
cái gì hả? Chắc để làm chi là một chuyện thôi, chắc để làm chi thôi. Trong những cái trường hợp nào thì mình sẽ cắt dây chằng, cắt bên này để đắp bên kia, rồi thì còn cái bên thì cắt làm sao? Bây giờ anh hỏi em nha, mục đích của em cắt của bên này đúng không, để đắp cho bên kia, cho cái bên mà được đắp vô nó vững hơn đúng không, phải không? Vậy rồi cái bên bị cắt làm sao, hiểu không? Nhưng mà đó cũng là cái ý kiến hay, nhưng mà ý kiến đó thì nó cũng hay lắm. Trường hợp nào thì mình sẽ cắt dây chằng rồi em hả? Bị giãn dài cũng chắc để nói lại cũng hợp lý, cũng một phần nào đó hợp lý thôi, nhưng mà thường là tụi anh sẽ không làm cái thủ thuật đó, không có cái thủ thuật đó, mình không có làm cái thủ thuật đó. Trong trường hợp nào mình cắt dây chằng, cái này hơi sâu, cái này chia sẻ tụi em thôi, là vậy nè tụi em có bao giờ mà chạy bộ á mà tụi em bị thấy đau nhiều ở cái phần trước mắt cá ngoài không? Tự nhiên thấy nó đau dã man á, tới tuổi của tụi anh thì cái con đau đó là vì cái vấn đề khác. Nhưng mà ở cái độ tuổi của tụi em, có bao giờ tụi em chạy bộ của tụi em thấy đau không? Có đúng không? Là do sao? Là do tụi em bị viêm dày dính cái dây chằng ở phía trước cái cổ chân, nó gọi là dây chằng ba xét. Không, cái này không cần ghi chú nha, cái này không cần ghi chú, nói nhỏ để cho biết thôi, tại vì cái này sâu lắm ha. Thì trong cái trường hợp này dây chằng ba xét đó mà nó bị viêm, nó sơ dính, nó dày lên, nó làm cho bệnh nhân đau hoài ở cái phần trước cổ chân, thì tụi anh có chỉ định là nội soi để mà cắt cái dây chằng đó đi. Thì khi mà cắt cái dây chằng đó đi thì không được xếp vào là bệnh nhân này bị bong đơn, hiểu ý tôi nói không? Thì cái dây chằng đó là dây chằng gì? Dây chằng ba xét là dây chằng gì? Tụi em không giải phẫu biết dây chằng chạy mắt dưới trước không? Biết chưa? Cái khớp chạy mắt dưới biết rồi đúng không? Biết rồi đúng không? Thì nó có dây chằng chạy mắt phải không? Mà nó nằm ở phía dưới, mà nó nằm ở phía trước. Thì cái dây chằng chạy mắt nó có hai bó, là bó trên và bó dưới. Thì trong trường hợp mà tụi em chơi thể thao nhiều, tụi em bị viêm cái dây chằng, nó là cái viêm của cái bó dưới của cái dây chằng chạy mắt dưới, thì nó sẽ bị dày lên và tụi em sẽ cắt cái dây chằng đó đi để cho giảm cái phản ứng viêm ha. Bệnh nhân không còn bị cà nữa thì người ta hết đó nha. Thì trong những cái trường hợp mà cắt đi như vậy thì không gọi là cái cổ chân nó bị bong hơn nha. Cái này là tụi em cần phải nhớ, ghi chú là đi, cái này cần phải nhớ nha. Tổn thương dây chằng được chia ra làm 3 độ, đừng có đọc chữ trên mạng nhiều lắm, anh nói luôn cho nó dễ nhớ. Thứ nhất, độ 1. Đầu tiên là độ 1, không đứt, được chưa? Độ 2, đứt không hoàn toàn. Độ 3, đứt hoàn toàn hết. Còn lại tất cả những cái gì mà mô tả thì nó đều dựa trên cái ý đó hết. Các em hiểu ý nó không? Nha. Tất cả những cái gì mà ở trên bảng thì nó đều dựa trên cái ý đó hết cả. Rồi, anh xin nói sơ lại. Độ 1, hồi nãy anh mô tả cho tụi em là cái gì? Cái dây chằng nó khoảng 1 giây, đúng không? Anh đâu điên sợ các bạn, nó có nhiều giây, nó nhiều thở sợ. Với cái độ 1 thì tụi em chỉ đứt một vài cái sợi ở trong cái bó ấy. Cái bó đó thôi. Và những cái sợi đó đó, nó bị đứt đi chăng nữa thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái chức năng của dây chằng. Mà chức năng của dây chằng là gì? Chức năng của dây chằng là gì tụi em? Là giữ vững khớp. Cái khớp nó hoạt động được đúng không? Nhưng mà nếu mà không có gì giữ vững thì nó có hoạt động được không? Giống như em nói cái xe của em á, bánh xe nó chạy đúng không? Nó quay đúng không? Là cái xe bánh xe nó hoạt động. Nhưng mà bây giờ nếu nó không có cái trục đi, nó không có cái cam xe nó chạy đâu, hiểu không? Nó lon sòng sọc xong rồi chạy. Thì trên tinh thần cũng giống như là như vậy, là dây chằng nó là cái phương tiện, nó giống như là cái cam xe hay là nó giống như là cái trục bánh xe, nó là cái phương tiện để mà giữ vững khớp. Vậy thì độ 1 đồng nghĩa với việc là nó đứt những cái bó sợi nhỏ ở bên trong, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến cái chức năng của cái dây chằng. Hay nói tóm gọn lại là độ 1 xem như không đứt ha, xem như nha. Độ 2,
Độ 2 có nghĩa là đức không hoàn toàn, là cái từ vắn tắt. Thì anh diễn giải rằng độ 2 có nghĩa là mình sẽ bị đứt ở nhiều cái bó sợi hơn so với độ 1. Tuy nhiên đến thời điểm này, những cái bó sợi mà đứt đi này rồi đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng của dây chằng. Hiểu ý tôi nói không? Hay mình tạm gọi nó giống như là giãn dây chằng. Các em hiểu ý em không? À, thì cái đó của em xếp vào độ 2. Và độ 3 dễ nhất luôn, là nó đứt hoàn toàn và nó mất hoàn toàn chức năng của dây chằng, và nó dẫn đến lõm khớp. Thậm chí nếu đứt nhiều dây chằng có khả năng nguy cơ là gây ra trật khớp. Và đó là lý do tại sao mà các thầy xếp bài mông gân và trật khớp là chung một bài. Nhưng anh không hiểu tại sao mà vô đuôi và đọc lại tắt riêng này. Hiểu biết không? Mà nếu mà gộp chung vô thì giảng xong kiểu giảng như đây cũng chết rồi. Ok, về cái vấn đề sinh lý bệnh, tụi em để ý nè, bản chất bình thường dây chằng, dây chằng nó sẽ có máu thôi, hiểu biết không? Bình thường là nó liên tục đúng không? Đến ngày hôm nay vì lý do nào đó cơ chế chấn thương nó bị đứt, thì đồng nghĩa vì là những cái mạch máu đó nó bị đứt theo. Và khi nó bị đứt theo thì nó làm sao? Nó chảy máu đúng không? Mà máu đứt thì nó chảy máu. Cho nên ban đầu khi mà mới đứt xong, bệnh nhân người ta sẽ rất là đau và chảy máu. Nhưng mà máu ở đây nó chưa có bầm tím hay da bột. Bởi vì sao tụi em? Bởi vì sao? Cái lượng máu nó chảy bị rã, nó không có đủ nhiều để nó thấm được mà dân. Nhưng mà cỡ tầm 72 giờ sau thì cái câu chuyện nó sao? Câu chuyện là mưa dần thấm lâu, cho nên là bắt đầu là máu nó sẽ ngấm ra ngoài da, nó xuất hiện dấu hiệu bầm tím bột ha tụi em ha. Đó, thì đến cái giai đoạn mà từ 72 cho đến 1 tháng rưỡi sau á, 72 giờ đến 1 tháng rưỡi sau thì bắt đầu là sẽ có cái sự xuất hiện của những cái sợi collagen. Nhưng mà những cái sợi collagen ở đây nó tích tụ lại dây chằng á, ở cái vị trí mà dây chằng bị đứt thì nó tích tụ một cách là sao? Rất là lộn xộn. Các em hiểu ý nó không? Sợi collagen nó chỉ có đến nó bám vậy thôi. Nó bám vào đó để nó bắt cầu qua thôi. Nó chưa có được tổ chức. Nó rất là lộn xộn ha. Cho nên nó mới cần cái giai đoạn gọi là giai đoạn remodeling, có nghĩa là giai đoạn tu chỉnh. Là sao? Là khi đó bây giờ những cái sợi collagen là những cái sợi sợi á, nó đang xếp lộn xộn đúng không? Bây giờ nó cần giai đoạn tu chỉnh sao để mà cho những cái sợi sợi đó nó chạy song song với nhau. Hiểu ý không? Để cho nó hình thành cái phương nó chạy song song với nhau. Cho nó giống cái dây chằng đây. Các em nhìn thấy không? Những cái dây chằng có phải là những cái bó sợi mà nó song song với nhau này, nhìn thấy không? Hả? Thì khi mà cái dây chằng mà từ cái giai đoạn mà 72 giờ cho đến 1 tháng rưỡi á, thì đa số là dây chằng những cái sợi collagen nó đến để nó vá ra mấy cái chỗ này thôi. Cho nên là nó xếp tứ lung tung hết, nó xếp rất là lộn xộn. Thì nó mất là phải cỡ tầm là từ 6 tuần tới 6 tháng, thậm chí là lâu hơn, để mà nó có thời gian nó tổ chức là nó chỉnh sửa lại những cái sợi collagen nào mà nó nằm lộn xộn, có thể là nó lượt đi và nó tăng sinh những cái sợi collagen mới, nó chỉ giữ lại những cái sợi collagen mà cùng phương nó là cái dây chằng. Hiểu cùng phương không? Học hình học biết rồi đúng không? Cùng phương với dây chằng ha. Rồi, trong một cái giữ vững, những cái yếu tố mà giữ vững khớp á, nó sẽ được chia làm hai loại, là cái yếu tố mà cố định tĩnh và yếu tố cố định độc. Vậy theo như tụi em thấy ở đây, anh liệt kê ra những cái yếu tố cố định độc rất là nhiều rồi đúng không? Dây chằng nó đâu có co giãn đúng không tụi em? Tại sao mà dây chằng thì lại được xếp vào là cố định độc? Tại sao? Vậy thì nếu mà dây chằng mà được xếp vào cố định độc thì cố định tĩnh là gì? Là gì? Là xương, đúng rồi. Bản chất xương nó cũng là một phương tiện cố định. Mà đặc thù nó là gì? Ví dụ, điển hình nó là gì? Khớp gối, nó bóng chân, đúng không? Cho nên nếu như trường hợp mà cái gối mà nó bị lỏng á, mà do gãy cái xương bóng chày nó bị sụp xuống lốn xuống á, là cái yếu tố cố định tĩnh của nó đang bị tổn thương, nó đang bị bất vững. Thì khi mà cái yếu tố cố định tĩnh nó không vững, đồng nghĩa việc là những cái yếu tố cố định độc, em có làm kiểu gì thì nó mất rồi, nó cũng sẽ bị lỏng ra. Các em hiểu ý anh nói không? Mình giống được không? Giống như
cái nhà của tụi em xây có bự cỡ nào đi chăng nữa mà trên một cái nền móng nó không chắc cho tụi em ha. Rồi bên cạnh cái yếu tố của định động này, tại sao anh lại liệt kê thêm cái thành phần là cơ tứ đầu, cơ nhị đầu này kia, những cái hệ thống gân cơ xung quanh tụi em? Tụi em có nghĩ là cơ nó có tác động nào đó, nó liên quan để mà nó giúp cho cái khớp nó được giữ vững tụi em? Anh nói câu chuyện ngoài lề đấy nha, cái này nói anh không muốn đưa vào slide, tại vì đưa vào slide thì mất công tụi em về nhà tụi em coi lại bài á, thì tụi em lại nghĩ là cái đó không phải học, phải không? Hay là anh lỡ nói tốt với tụi em quá, học đây thôi dễ gì coi lại bài hả? Thực ra là vậy nè, cái khớp của mình á, để nói ngắn gọn nha, kể một câu chuyện bên lề thôi. Cái khớp của mình thực ra là nó có những cái cảm biến áp suất, nó có những cái thuộc thể áp suất. Nghe tụi em, ở ngay trong khớp, khi mà tụi em đặt một cái chân, tụi em bước xuống giống như anh bước đi vậy nè, được chưa? Thì chính những cái thuộc thể áp suất đó nó hoạt động, nó cảm nhận được cái độ thay đổi của cái áp suất trong khớp. Và khi mà nó cảm nhận được cái độ thay đổi của áp suất, đúng không, nó sẽ truyền tín hiệu về não bộ, rồi não bộ sẽ truyền thông tin xuống cho những cái cơ xung quanh để chi, để những cái cơ đó nó biết à, ông Lộc cũng đang đi tới xuống mấy cái chỗ này nè, coi đứa nào anh buộc thì cái gối là làm sao để mà giúp cho bác sĩ Lộc vững chân bước nha, hiểu ý anh nói không? Cho nên đó là lý do tại sao mà ông nói với hồi trước anh bình thường nha, nói với hồi anh bình thường nha anh. Đó là lý do tại sao mà mới nói là cái cơ tứ đầu nó cực kỳ, nó nằm, nó được xem như là một cái yếu tố có định động. Cho nên tụi em hiểu lý do tại sao mà chơi thể thao mình cần phải khởi động chứ, hiểu không? Mục đích của khởi động để làm gì tụi em? Để làm nóng, cũng đúng, đúng rồi. Mục đích của khởi động là để làm nóng, để báo cho não bộ mình biết là tôi chuẩn bị, tôi vận động cường độ cao đó nha. Mấy ông làm sao mà mấy ông chuẩn bị sao? Oxy cho tôi, chuẩn bị ATP cho tôi. Rồi cái ông cơ này nè, ông cơ tứ đầu nè, ông làm sao mà ông chuẩn bị ông trọng cứng cho tôi để cho cái gối của tôi nó vững, phải không? Hiểu cái nói không? Thì cũng giống như cái câu chuyện ngoài đời nè, tụi em tới cái đợt mà tụi em đóng học phí đúng không? Tụi em đâu có đợi tới khi nào mà xác đạt cái ngày mai đóng học phí, hôm nay mới báo ba mẹ đâu, đúng không? Tụi em sẽ báo trước là ba mẹ ơi, tháng sau là con bóng tiền học lại cái môn luôn này nha. Để ví dụ không? Ví dụ thôi, làm gì cắn. Tôi nói là lấy ví dụ thôi, đóng tiền học lại mà có ông còn uống trà bí đao mà không nhanh giống như là uống cà phê. Rồi được chưa? Rồi. Giống như hồi nãy anh nói đó, là khi một cái dây chằng nó bị đứt đi, đúng không tụi em? Đúng không? Vậy thì cái dây chằng thì nó kế bên cái gì? Bao khớp. Cho nên đôi khi là nó không phải đứt dây chằng đơn thuần, mà nó sẽ rách luôn cả bao khớp. Mà khi mà bao khớp mà nó ra rách đi rồi, thì tương đương với việc là cái màng mà nhiệt ở trong đó, bên trong cái bao khớp á, nó sẽ phản ứng. Mà khi nó phản ứng thì đồng nghĩa vì là nó tiết ra dịch, nha tụi em nha. Còn cái chuyện mà tràn máu ổ khớp thì giống như hồi nãy anh trình bày á, là khi mà dây chằng nó đứt đi thì mạch máu nó chạy rì rả, thì nó chạy vào đâu? Nó không chạy vào mô thì nó chạy vào ổ khớp vậy thôi ha. Anh đã gặp một cái trường hợp nè, một cái chị là bạn ông biết bóng chuyền bãi biển, quan trọng nhất là cái yếu tố bóng chuyền bãi biển nha, bóng chuyền bãi biển chứ không phải bóng chuyền trong nhà, được chưa? Thì em biết rồi đó, bóng chuyền bãi biển là sao, là cái nền nó không, nó không được thẳng mà nó không được êm, đúng không? Cho nên là cái gối của chị khi mà chị tiếp đất á, thì lúc nào nó cũng tiếp đất trên nhiều điều kiện khác nhau. Thì cái chị mà vận động viên quốc gia đó nha, bóng chuyền bãi biển thì cái chị đó chỉ không bị chấn thương gì hết, chụp MRI lên không đứt dây chằng, nhưng mà cái gối nó cứ bị sưng hoài, nó tràn dịch hoài. Đố các em biết tại sao? Đố các em biết tại sao? Tại sao lại xuất hiện cái ca lâm sàng giống vậy? Không bị đứt dây chằng, gối hoàn toàn không tổn thương gì hết nha. Về mặt đại thể không thể tổn thương gì hết, chụp MRI không thấy tổn thương gì hết, khám chắc khờ luôn, cái gối gì đó còn chắc hơn cái gối của anh nữa hả?
vậy tại sao mình khối chỉ đó là sân? Là cái thứ nhất. Đến thứ hai, đưa cho tụi em một cái gợi ý về lâm sàng này. Tụi em biết cơ tứ đầu rồi đúng không? Dạ, nãy giờ mình kêu anh ơi cơ tứ đầu là cơ gì đấy, chắc anh té xỉu luôn. Thì cơ tứ đầu mình biết rồi đúng không? Thứ hai, cái dấu hiệu lâm sàng thứ hai của chị này là cái cơ tứ đầu lùn của chị này bị teo hẳn, cái chân mà sưng á, cái gối sưng á, là cái cơ tứ đầu của chị bị teo hẳn so với lại cái bên còn lại. Vậy thì theo như tụi em nghĩ là tại sao? Rồi, cái này hơi sâu, thực ra nói sâu cũng được, nói đâu cũng được. Bây giờ anh giải thích ngắn gọn cho tụi em để cho tụi em có cái gọi là giống như cái chỉ để em lâm sàng thôi nha. Ok đó. Là câu chuyện là vậy nè, chị này bị rơi vào cái vòng xoắn. Em hiểu không? Là khi mà chị này đáp đất đúng không? Có thể là trong tất cả những cái tư thế đáp đất của chị, được chưa? Vì một cái tư thế nào đó mà nó làm vi rách cái bao khớp, vi rách cái bao khớp nha, là rách nhỏ đó. Và cái màng hoạt dịch của bao khớp chị này phản ứng lại bằng cách là sao? Tăng tiết dịch. Theo tụi em ha, tăng tiết dịch nhiều quá thì nó giống như cái trường hợp này á, là nó sưng gối, đúng không? Và khi mà sưng gối thì chị đau, phải không tụi em? Đau thì không vận động, đúng không? Thằng sàng của tụi em là tụi em đau, hay là tụi em ốm, là tụi em đâu có đi học đâu, là tại vì tụi em ngưng vận động, chứ không phải tụi em lười học, phải không? Đúng không? Được chưa? Cho nên là khi mà chị đau, chị ngưng vận động thì cái cơ tứ đầu của chị bị teo đi. Thôi các em ha. Và khi mà cơ tứ đầu của chị teo đi, cái chân của chị nó bắt đầu nó bớt sưng rồi đúng không? Thì sau khi mà cái chân nó bớt sưng, có nghĩa là triệu chứng đau nó đã giảm rồi. Nhưng mà cơ tứ đầu nó đã teo rồi, cho nên cái phương tiện mà giữ cố định mỏng á, là cơ tứ đầu nó bị mất đi, trên cái gối nó bị lỏng mà. Hiểu không? Và khi mà nó lỏng vậy đúng không? Mà chị kêu bóng chuyện lại về đồng nghĩa việc là nó lại xé rách cái bao khớp. Mà khi nó xé rách bao khớp, nó lại quay lại câu chuyện tăng tiết dịch. Tăng tiết dịch lại đau, đau lại bất động. Hiểu chưa? Rồi bất động lại gì? Tiếp tục teo cơ tứ đầu, chị bị rơi vào cái vòng xoắn đó. Bên cạnh đó, anh nói cho tụi em thêm một cái thông tin. Mặc dù nó là cơ tứ đầu, nó là những cái phương tiện cố định khớp gối, được chưa? Nhưng thực tế là trong cơ tứ đầu nó có mấy cơ? Có 4 cơ. Là bao gồm cơ gì? Trọng trong, trọng giữa, trọng ngoài và cơ thẳng đùi. Thì chỉ có cơ trọng trong là cái cơ mà chịu trách nhiệm giữ vững cái cố nhất. Người ta có làm nghiên cứu luôn. Người ta có làm nghiên cứu luôn là trên những cái bệnh nhân mà bị teo những cái cơ khác ngoài trừ cơ động trong thì cái gối của họ vẫn vững. Hiểu ý em nói không? Nha. Đó là lý do tại sao mà xảy ra cái câu chuyện mà tràn dịch ổ khớp nha tụi em nha. Rồi, về lâm sàng thì bắt đầu tụi em cứ hình dung nè. Về lâm sàng là nó sẽ đi theo cái sinh lý bệnh nha tụi em nha. Bắt đầu là đứt cái dây chằng đúng không? Đứt cái dây chằng phải không? Thì đồng nghĩa vì là nó tổn thương luôn cả những cái đầu mối thần kinh. Đúng không tụi em? Cho nên là người bệnh người ta sẽ cảm thấy là đau chói và đau một cách đột ngột. Đúng không? Người ta sẽ cảm thấy đau một cách đột ngột. Nhưng sau đó, bởi vì đứt dây chằng thôi mà, nếu mà nghỉ ngơi thì sao? Không vận động thì nó sẽ không đau nữa. Thì bắt đầu là, nhưng mà những cái đầu mối thần kinh nó đã mất rồi. Đúng không? Cho nên người ta sẽ cảm thấy nó nó không có cảm giác, nó không có được thật cái chân đó. Các em hình dung được không? Rồi sau đó khi mà bắt đầu là người ta đã cảm thấy đỡ đau rồi, một thời gian sau nếu mà đứt dây chằng không được xử lý hoặc là không được điều trị đúng cách thì cái chân của người ta nó sẽ bị lỏng, là do nó mất cái yếu tố giữ vững khớp hai tụi em ha. Đó, anh cũng nói giống như là trên tinh thần là nó cũng đi theo cái diễn biến của cái sinh lý bệnh. Tuy nhiên cái đứt dây chằng nó có một cái điển hình mà ít ai để ý nha, ngay cả bệnh nhân người ta cũng không để ý là cái dấu hiệu gì trên bảng của em biết không? Sẽ có người biết mà sẽ có nhiều không? Là cái tiếng rắc. Tiếng rắc khi mà tai nạn. Có nhiều người nha, người ta chơi đá banh á, người ta bị lật sơ mi á, là người ta bị bong gân cổ chân và người ta nghe được cái tiếng bạc, nghe cái cổ chân người ta luôn á, người ta biết người ta rất di dạng luôn á.
Hiểu ý anh nói không? Nghe được cái tiếng đó luôn ha. Nhưng mà thường ít ai mà để ý được cái chuyện đó. Và kể cả khi mà tụi em hỏi bệnh nhân thì người ta cũng không biết là tụi em hỏi có phải là không biết là ý của em muốn hỏi cái tiếng đó không hay là tiếng gì. Cho nên là cái tiếng nó rất là khó khăn ha. Rồi, về trên lâm sàng, lý do là sao xương khớp nó sưng nề tụi em? Lý do là sao khớp sưng nề? Hồi nãy hai yếu tố anh đưa ra đó, có cái ông chích đó, nhớ không? Tràn dịch và tràn máu nha. Tràn dịch và tràn máu ổ khớp. Rồi anh hỏi nè, nếu mà là tràn máu ở trong ổ khớp đúng không? Phải không tụi em? Vậy thì nó có xuất hiện dấu hiệu bầm tím không? Nó có xuất hiện dấu hiệu bầm tím không? Ừ. Tràn máu mà máu chảy vô trong ổ khớp nó có xuất hiện dấu hiệu bầm tím không? Nếu mà ít thì không, chính xác. Vậy thì cái dấu hiệu bầm tím một từ đâu mà ra? Là từ cái câu chuyện mà bầm máu nó chảy rỉ rả. Là từ cái câu chuyện mà mạch máu á nó cứ chảy rỉ rả, em hiểu ý nói không? Vậy thì nếu như các em trên lâm sàng mà các em xử trí ban đầu tốt, cầm máu tốt, băng ép tốt thì cái dấu hiệu bầm tím nó sẽ giảm đi, hiểu ý không? Nha, chứ không phải là nó cứ cố định là ở bông đơn là phải chảy máu mà phải có 72 giờ sau bầm tím một, không có, nó tùy thuộc vào cái tình thế lâm sàng nha tụi em nhé. Rồi, vậy thì cái phương án xử trí của mình thì cũng dựa trên cái nguyên tắc là làm sao mà hạn chế cái chuyện mà chảy máu tối đa bằng cách làm sao? Đầu tiên là băng ép có trọng điểm ngay tại cái chỗ mà mình bị tổn thương, mình nghi ngờ mình bị bong gân á, tổn thương di trạch. Thứ hai là trường đá. Thứ ba là băng ép liên tục. Và thứ tư là sử dụng những loại thuốc non-steroid nha tụi em ha. Cái câu chuyện mà sử dụng những loại thuốc non-steroid này hiện nay vẫn còn rất là tranh cãi. Có những ý kiến người ta cho rằng là nên chỉ sử dụng trong vòng 48 giờ đầu tiên thôi. Bởi vì những cái thuốc non-steroid này nó sẽ làm giảm cái quá trình viêm và nó sẽ ngăn không cho cái dây chằng nó liền lại. Các em hiểu ý nó không? Cho nên là bây giờ cái giới học thể thao người ta cũng rất là hạn chế sử dụng cái thuốc non-steroid. Rồi, đây là cái phác đồ xử trí ban đầu. RISE là gì? RISE là gì? Hả? Cái gì? RISE là gì? RISE là gì? Cái từ RISE trên bảng kia kìa. Là cái gì? Trời đất ơi, cho nó ăn nãy giờ mà nó còn nghĩ đến gạo này luôn. Nãy giờ có phải là cấm tụi em không được ăn luôn mà nghĩ đến gạo. RISE là viết tắt của 4 chữ REST, ICE, ELEVATION. Với lại là cho nó ăn no luôn mà nó còn kêu bị cơm anh ơi. Đó nha. Tuy nhiên nhìn vào bốn cái chữ này thì tụi em cũng biết rồi đúng không? Tụi em cũng biết là ý nghĩa của từng chữ rồi đúng không? Tuy nhiên thôi được rồi, nhắc tới cơm là thấy xôn xao liền rồi nha. Anh chưa ăn sáng đâu, khổ quá, mấy đứa ăn còn đầy đủ hơn anh. Được chưa? Rồi, nhìn vào bốn cái chữ này thì tụi em cũng biết được là cái mô phỏng là mình cần phải làm gì rồi đúng không tụi em? Nhưng ngày nay cập nhật thì người ta không phải dừng lại ở cái RISE không, mà người ta còn thêm cái chữ P ở đằng trước cái chữ RISE, thành ra là PRICE là gì? Trả giá. Là không cơm thì cũng trả giá không có tại luôn. Toàn là mấy cái hiện tại tiếng Anh con mà cũng khổ ghê. Cô nào nghĩ đến trả giá đó hả? Cái từ B đó là protect, có nghĩa là đầu tiên em phải bảo vệ cái chân mà bị tổn thương đã. Và đó là lý do tại sao mà em thấy những cái anh mà bị chấn thương thể thao á, đầu tiên là người ta nẹp cố định cái chân đã đúng không, rồi người ta mới tính đến những cái câu chuyện là những cái nghiệp pháp còn lại, hiểu không tụi em ha? Rồi tại sao xử trí là mình không nên đắp thuốc nóng tụi em? Hả? Là sao? Đúng, chính xác. Nó làm trầm trọng hơn cái da
viêm. Em hiểu ý nó không? Vậy thực ra là không nên đắp thuốc nóng đúng không? Nhưng mà trong thể thao người ta lại có cái cụm từ gọi là trường nóng. Làm sao? Em nói đúng đó, có nghĩa là không được đắp, không nên đắp đồ nóng, là bởi vì nó tăng cái phản ứng viêm, đúng không? Nhưng mà tại sao trong cái phác đồ điều trị thể thao á, chỉ cần người ta lại có mà trường nóng? Lý do là sao rồi em? Anh ngắn gọn trả lời luôn nè. Ban đầu hồi nãy cái phác đồ cơ của tụi em á, chưa? Là nó có cái từ ai đúng không? Là trường đá đúng không? Là trường đặt, phải không tụi em? Mục đích của trường đặt là gì? Để có cái mạch máu lại, để cho nó giảm chảy máu, phải không? Nhưng mà về lâu về dài, mục đích của tụi em sau cùng là gì? Muốn cho cái dây chằng nó liền, đúng tụi em? Mà co mạch máu thiếu máu nuôi thì sao nó liền? Cho nên để giảm cái phản ứng viêm trong vòng 48 tiếng đầu tiên thì người ta trường đá. Nhưng sau đó, sau 48 tiếng sau thì người ta bắt đầu chuyển sang, khi mà nó bớt cái phản ứng viêm rồi, người ta chuyển sang trường ấm để cho cái mạch máu nó giảm ra. Hiểu ý nói không? Để lúc đó thì cái giai đoạn đó là nó tăng cái máu nuôi đến cái vùng dây chằng đó để dây chằng nó liền tốt hơn. Cho nên tụi em chỉ ăn cơm trong vòng 48 giờ đầu tiên thôi nhé. Rồi lý do tại sao mà không hút thuốc lá là uống rượu tụi em? Uống rượu là nó cùng cơ chế, là khi mà uống rượu là máu nó sẽ mạch nó bó mạnh hơn, ha, nó chảy máu nhiều hơn. Còn hút thuốc lá là bản chất hút thuốc lá là nó ngăn cái tiến trình liền dây chằng, nó tương đương thậm chí nó nặng hơn cái chất nicotine, nó còn nặng hơn cả cái NSAID nữa. Nên rồi em ngăn. Rồi cái nguyên tắc của một cái điều trị dây chằng á là sẽ dựa trên hai nguyên tắc, là khi mà nó đứt ra rồi đúng không tụi em, muốn nó liền tốt thì sao? Phải cho nó cái đầu đứt nó dính lại, hiểu ý không? Đó là cái nguyên tắc lý tưởng. Cái thứ hai nữa là hai cái đầu đứt nó đã dính lại rồi thì mình làm sao mà để cho nó hồi lưu máu ở tới cái vùng đó nó tốt. Cái nào mà nó có máu nuôi thì nó sẽ liền nhanh hơn, và đó là lý do tại sao mà mình trường ống những cái giờ sau á, những cái ngày sau á. Các em hiểu ý nó không? Nhìn trên cái hình phía bên tay phải tụi em nhìn ra được cái gì không? Thế nó chẳng hiểu đúng không? Nhưng mà trên máy tính ảnh thì nó rất là rõ. Đây là cái dây chằng trong cái khớp gối mình nè tụi em. Là cái dây chằng trước đó. Là cái dây chằng này là sau khi mà tụi anh lấy cái dây chằng cũ đi, cái dây chằng bị đứt rồi á, tụi anh sẽ tái tạo lại, tụi anh sẽ lấy cái cơ, một cái gân ở đây nè, ở trong đùi á, tụi anh sẽ làm lại một cái dây chằng mới. Ha? Vậy thì tụi em có thắc mắc về cái cọng dây này là cái gì không? Tụi em có thắc mắc là tại sao nó lại có cái cọng dây dưới này với trên này không? Tại sao? Bây giờ nè, giống như cái trường hợp em hồi nãy nói á, cắt dây chằng ở đây lấy dây chằng bên kia. Tụi em biết là ghép tạng người ta sợ nhất là gì? Thải ghép. Đúng không? Người ta sợ nhất là thải ghép. Ghép nó là kỹ thuật, cái đội mà hồi sức sau đó mới là giỏi. Nha tụi em nha. Thì người ta sợ nhất là gì? Thải ghép. Cho nên là cái gối của mình á cũng vậy. Sau khi mà làm lại cái dây chằng mới á thì cỡ tầm 2-3 tháng mình sẽ trải qua cái quá trình thải ghép. Và khi đó cái dây chằng mới làm lại nhìn thấy căng đét không? Nhưng mà 2-3 tháng sau nó vẫn đầy. Hiểu ý nói không? Ví dụ độ chắc của nó ban đầu là 100%, đúng không? Thì 2-3 tháng sau độ chắc nó chỉ còn có 50% thôi. Và để cho cái cơ thể của mình nó phục hồi từ từ á, thì dần dần cái độ chắc á, từ 50% nó tăng dần lên tới 70-80%, coi như là yêu cầu. Các em hiểu nó không? Thì mục đích của hai cái sợi dây mà anh chỉ vừa rồi á, là nó đóng vai trò giống như là stretch á, nó là một cái dây an toàn. Trong cái thời gian đầu mà bệnh nhân vận động sớm á, thì chính cái dây đó nó sẽ là cái dây mà nó sao? Nó chịu cái trọng lượng, nó chịu cái dây sức nặng, nó chịu cái độ di động thay cho cái dây chằng trong thời gian đầu tiên, nó phụ cho dây chằng. Bản chất của cái dây đó rồi nó sẽ đứt, nhưng tới khi nó đứt là cái giai đoạn sau khi mà dây chằng nó đã ổn rồi. Các em hiểu ý nói không? Ha? Và cái này là nó cũng đã có nghiên cứu luôn rồi. Ha? Và sau khi mà nếu mà trường hợp mà mổ một cái dây chằng mà có cái dây giống như vậy thì bệnh nhân vận động sớm được,
mình không có sợ bị đứt lại ở trong cái giai đoạn tháng thứ hai, tháng thứ ba ha. Rồi có những bài bong gân của mình đến đây là kết thúc. Tụi em có thắc mắc gì về vấn đề bong gân không? À, vết thương phần mềm nha tụi em nha. Đi về, đi về. Rồi, những cái vết thương phần mềm là sao? Là khi mà cái cấu trúc da nó bị thương tổn nha tụi em nha. Đa số những cái vết thương còn lại liên quan tới gãy xương hở hay là cái vết thương mà thấu khớp thì nó đều gây sao? Nó đều gây sao? Gây tổn thương da hết, nó đều hở da ra hết. Các em hình dung được không? Và mình gọi chung nó là vết thương phần mềm. Phần mềm là sao? Là phần cứng là sao? Phần cứng là xương và khớp. Phần mềm là những cái yếu tố còn lại. Ha, vết thương phần mềm là một cái từ mà mình gọi chung chung nha các em nha. Và với cái trường hợp mà ví dụ như là vết thương gãy xương hở đồng nghĩa là sao tụi em nè, anh chị ghi chú lại những anh chị nói là những cái từ mà tụi em sẽ phải thi. Vết thương gãy xương hở là sao? Là khi mà cái vết thương đó nó làm cho cái ổ gãy xương nó bị thông thương ra với môi trường bên ngoài. Còn vết thương thấu khớp là sao? Là khi mà cái vết thương đó nó làm cho môi trường bên ngoài có thể thông vào trong khớp. Thang đại loại giống là như thế. Rồi, đây là một trong những cái hình ảnh điển hình của cái vết thương phần mềm ha các em ha. Vậy thì câu hỏi sẽ ra cái này là sao? Vết thương là sao? Có gãy hở không? Gãy xương ở đâu? Tại có bằng chứng gãy xương đâu? Hiểu ý nói không? Cho nên nếu mà muốn biết được cái này là có phải là gãy xương, vết thương gãy hở hay không, mình cần thêm cái X-quang nữa nha tụi em nhé. Tụi em có ai đọc chuyện xin của bé bút chì chưa? Lấy nguyên cái bút chì không? Rồi. Rồi, thì đa số những cái vết thương phần mềm, những cái vết thương mà nó không có liên quan đến xương á thì mình đều gọi chung là vết thương phần mềm hết. Còn một khi mà nó đã có những cái vết thương, những cái tổn thương đặc hiệu khác, ví dụ như là nó bị đứt gân nè, hiểu không? Hoặc là nó bị đứt cơ, hoặc là nó bị đứt dây thần kinh, đứt mạch máu, thì tụi em phải chẩn đoán theo cái tổn thương của cái cơ quan đặc hiệu. Các em hiểu ý nói không? Ví dụ như tụi em bị tét da, tét thịt giống như hồi xưa anh té xe, anh bị tét cái đầu này thôi. Vậy là gì? Vậy là chẩn đoán sao? Vết thương phần mềm ở da đầu ha. Nhưng nếu như trường hợp mà té mà để nó tổn thương, nó đứt gân thì còn phải biết là gân gì nữa đó. Thì tùy theo cái gân mà đứt thì mình sẽ đưa ra cái chẩn đoán là vết thương đứt gân, ví dụ như là gân gấp ngón cái, gân gấp ngón 1, ngón 2, ngón 3, ví dụ là vậy em ha. Rồi, đây là một cái vết thương nhỏ, tuy nhiên bởi vì nó nhỏ cho nên nó đánh vào cái chủ quan của người bác sĩ, cho nên là nó rất là dễ để lại biến chứng. Ca này là trường hợp mà đây là cái trường hợp mà vết thương nhỏ mà bị đạp lên, bị giống như là bị chích hay là bị xúc vật cắn. Đối với những cái kim tiêm y tế thì tụi em nhớ chú ý giùm anh là phải coi nó có cái nguy cơ bị HIV hay là không nha. Những cái gì anh nói là những cái mà nốt lại để cho tụi em đi thi đó. Vết thương sao thì gọi là cắt gọn rồi em. Vết thương được gọi là cắt gọn là khi mà cái bờ mép vết thương nó rõ ràng, hiểu ý nói không? Nó gọn, nó sắc và nó rõ ràng ha. Và bởi vì vết thương cắt gọn thường là do cái cơ chế là sao? Do bị dao này, do bị nhiều thứ nó cắt vô, cho nên nó có nguy cơ nó tổn thương và máu thần kinh nhiều hơn nha tụi em ha. Nhưng mà đường cái là sao? Cái tổn thương mạch máu thần kinh của những cái vết thương cắt gọn này nè thì nó có khả năng là nó gây chảy máu ồ ạt, nhưng bù lại là khâu nối rất là dễ. Khâu nối nó dễ là bởi vì sao? Nó gọn, bởi vì nó sắc gọn cho nên mình khâu nó dễ dàng hơn. Vết thương móc da nó cũng giống như cái tên gọn của nó, là nó bị lóc cái da ở phía dưới. Nên tụi em ha, có nghĩa là cái da của tụi em đôi khi mới một cái vết thương nó nhỏ thôi,
nhưng mà cái da ở bên phía dưới á, cái lớp mỡ dưới da nó bị tắc ra, nó bị tắc rộng ở bên phía dưới ha. Vết thương lớp da nó sẽ còn chia làm mấy loại nữa, ví dụ như là lớp da hoàn toàn hay là không nè. Nếu không hoàn toàn thì nó có cuốn hay không? Nếu nó có cuốn thì phải trả lời được câu hỏi là cái cuốn nó liệu rằng là nó có đủ để mà nó nuôi được cái vành da đó hay là không nha tụi em nha. Đó là những câu hỏi thi đó nha. Rồi vết thương dập nát, hồi nãy anh nói là vết thương cắt gọn nó dễ gây tổn thương mạch máu thần kinh đúng không? Bởi vì vết thương dập nát nó cũng tương tự như vậy, thậm chí là nó còn nặng nề hơn cho mạch máu thần kinh. Tại vì sao? Nó làm dập nát, nó làm hư hết cả một cái đầu là mạch máu, thậm chí là đầu là thần kinh. Tuy nhiên nó được ra là gì? Dập nát nó làm cho mạch máu thì giống như nó bị dập đi, tiểu cầu nó đến nhiều hơn, cho nên nó cầm máu tốt. Bù lại là tiên lượng rất xấu cho phẫu thuật viên, bởi vì phẫu thuật viên khâu nối rất là khó. Em hiểu với nó không? Cái khâu nó dập hết cái mạch máu, nó dập hết cái thần kinh rồi. Muốn khâu được là đôi khi tụi anh phải cắt đi cái đoạn dập đó. Cho nói mà muốn cháy máy. Cho tới khi nào mà nó ra được, anh sẽ cắt gọn cái phần mà bị dập nó đi đó. Cho tới khi nào mà đến được cái phần mà nó sắc gọn thì lúc đó tụi anh mới không. Hai đầu em ha. Rồi, đã nói tới vết thương mà rách da thì đồng nghĩa với việc là nó có nguy cơ, nó có nguy cơ là nó bị nhiễm khuẩn rồi. Bởi vì sao? Da là một cái cấu trúc mà để bảo vệ cơ thể mình khỏi những cái tác nhân gây nhiễm khuẩn ở bên ngoài. Hai đầu em ha. Rồi bên cạnh đó là rách cơ, và rách cơ thì nó tạo cái chuyện rách cơ thì nó cũng không đến độ mà nó tạo thành cái môi trường tốt cho vi khuẩn đó tụi em. Mà chủ yếu là gì? Là dập cơ đó nó mới tạo ra cái môi trường tốt cho vi khuẩn đó tụi em ha. Và khi mà rách cơ có máu tụ thì đồng nghĩa vì là vi khuẩn nó có chất dinh dưỡng để cho nó sinh sôi nảy nở ha. Rồi với một cái vết thương dập nát thì cái nguy cơ hoại tử nó nhiều hơn, cho nên là những cái mô hoại tử đó nó cũng cái mô hoại tử đó nó cũng chính là cái nơi trú ngụ tốt cho vi khuẩn, và nó cũng vừa là cái nơi để mà cho vi khuẩn nó sinh sôi tốt hơn ha các em ha. Rồi còn cái yếu tố nguy cơ nhiễm trùng ngoài cái chuyện mà cái yếu tố là do vi khuẩn ra thì nó còn phụ thuộc vào cái sức đề kháng của con người mình đó. Nếu mà sức đề kháng của những người chúng ta mà yếu, hoặc là gặp ở trên nền những cái bệnh nhân mà bị suy giảm miễn dịch thì mình sẽ có nguy cơ là mình bị nhiễm khuẩn cao hơn. Cái này cũng giống như là cái câu chuyện mà nhỏ cá xe này kia thôi hai các em ha. Rồi về vấn đề sinh học của một cái vết thương để mà trong đó liền nó sẽ có hai giai đoạn. Đầu tiên là tự tiêu, thứ hai là làm sạch. Thì cái giai đoạn tự tiêu, cái yếu tố mà cái sự kiện quan trọng nhất của cái giai đoạn tự tiêu đó là con mạch nha tụi em nha, nhớ con mạch. Còn cái giai đoạn quan trọng nhất của cái sự làm sạch là gì? Là khi mà mạch cầu đa nhân trung tính nó xuất hiện để mà nó bắt đầu nó ăn những cái chất dơ ha. Những cái gì anh nói là những cái câu hỏi thi đó. Rồi về vấn đề mà sự làm vết thương thì chủ em chỉ cần nhớ là vết thương nó co mạch đúng không, rồi bắt đầu là nó co nó tiếp là những nó có những cái sợi collagen bắt đầu nó kéo hai cái bờ mé vết thương lại sát với nhau, và cái lớp biểu mô cái tiến trình mà để cho nó kéo lại với nhau thì nó sẽ kéo là cỡ tầm 1-2 mm mỗi ngày. Rồi về cái phần mà sự làm vết thương, tụi em cứ đọc trong giáo trình, nhưng mà tụi em chỉ cần nhớ hai yếu tố. Thứ nhất, muốn một cái vết thương nó lành thì đầu thì nó phải tuân thủ những cái điều kiện gì, và một cái vết thương nó lành thì hai thì nó phải có cái chỉ định gì thì mình bác sĩ người ta mới để cho nó lành thì hai ha các em ha. Thì để cho nó lành thì đầu á, thì đầu tiên là vết thương nó phải được khâu kín lại với nhau, khâu khép lại với nhau, bờ mép nó phải sạch gọn, khâu khép sạch sẽ, không có chảy máu thì nó mới lành thì đầu được. Tuy nhiên khi mà không đáp ứng được những cái điều kiện đó thì đa số phẫu thuật viên sẽ lựa chọn phương án là để hở vết thương để cho nó mô hạ nó mọc ra từ từ.
để cho dịch đó nó tiết ra những cái dịch mà chất dơ nó có đường đi thoát ra ngoài hết, để cho mô hạt biểu mô á nó bắt đầu nó lên, tới khi nào nó lên mà cảm thấy sau đó là mình khâu lại được thì khi đó là bác sĩ sẽ tiến hành khâu chính vết thương lại, lúc đó vết thương đó nó sẽ quay lại, nó trở thành là vết thương nằm thì đầu nha các em nhé. Rồi về vấn đề mà điều trị đặc thù thì quan trọng nhất vẫn là làm sao mà mình cắt lọc để mà giảm bớt đi những cái nơi trú ngụ và cũng giống như là những cái chất dinh dưỡng của vi khuẩn, và quan trọng hơn nữa là chúng ta phải đánh kháng sinh toàn thân cũng như là kháng sinh tại chỗ để mà tiêu diệt vi khuẩn cho em nha. Rồi nguyên tắc cắt lọc, cái này có trong câu hỏi thi là phải lấy bỏ được hết toàn bộ ô dập nát máu tụ, quan trọng nhất là dị vật nha các em nha. Hiện tại bây giờ người ta đã bán nhiều cái chế phẩm sinh học mà giúp cho phẫu thuật viên có thể che phủ được những cái mô thiết yếu. Tuy nhiên những cái yếu tố mà ở bên trên anh vừa mới nói đó, lấy bỏ hết toàn bộ mô dập nát máu tụ và dị vật là gần như không có ai giúp phẫu thuật viên ngoài phẫu thuật viên ra, cho nên cái đó tụi em không được quên. Về dẫn lưu vết thương có thể không, như những cái trường hợp mà tụi em để hở vết thương đó, bản chất cái việc để hở nó là một cái dẫn lưu rồi, tụi em đặt dẫn lưu nó cũng đâu có hiệu quả không, hiểu biết nó không ha, bản chất của việc để hở vết thương thì không. Bản thân á, cái bàn tay nó không có nhiều cơ, nó toàn là trên cái xương mà nhìn thấy không, nó vô hằng nè, em hiểu cái nó không? Còn ví dụ như nó có muốn có cơ đi chăng nữa thì chủ yếu là những cơ gan cốt hoặc là những cơ ở ôm bộ cái hoặc ôm bộ út mà ha các em ha. Cho nên một khi mà vết thương bàn tay mà nó đã bị tổn thương về da á thì nó sẽ đi thẳng tới xương luôn, nó rất là dễ đi thẳng tới xương. Thêm cái nữa, bàn tay nó có linh hoạt không tụi em? Tại sao nó linh hoạt được? Là nhờ nó có nhiều thần kinh. Cho nên là vì một cái tổn thương mà sâu một tí thì đa số đều ít nhiều gì cũng phải dư cái thần kinh hết. Các em nhớ nha. Đó là lý do tại sao mà một cái vết thương bàn tay nó rất là dễ, nó gây tàn phế là như thế. Hai các em ha, tại vì nó trời trọi quá mà, nó đâu có phần mềm che phủ đâu. Xét về giải phẫu bàn tay thì nó sẽ chia ra làm các vùng, sau đây là 5 vùng. Tụi em cứ nhớ 5 cái vùng này giùm anh. Cái này thì có trong slide, tụi em về tụi em tự coi được. Nhưng mà anh sẽ ghi chú lại là 5 vùng thì chủ yếu ha, vùng 1, vùng 2, vùng 3. Trong đó anh đưa ra một câu hỏi này. Câu hỏi này sẽ là câu hỏi thi nha. Cái này là anh cho thôi. Vùng no man land. No man á, là vùng đất không có người á. No man land là tương ứng với vùng nào ở trên này? No man land là tương ứng với vùng nào ở trên này? Rồi, ở đây cái này là nhắc một tí về giải phẫu thôi, nó sẽ có hai loại dây chằng, là dây chằng vòng và dây chằng chéo. Để mục đích của những cái dây chằng này là nó cố định cho cái gân của mình. Nếu như không có những cái dây chằng này, anh em mình bắt cái tay lại là toàn bộ cái gân nó sẽ căng lên, nó thành cái một chữ dây cung. Các em hiểu ý nó không? Ha? Rồi, ở đây anh muốn giới thiệu với tụi em là tại sao mà cái bàn tay của mình nó lại có nguy cơ nó nhiễm khuẩn nhiều hơn những cái nơi khác, là bởi vì nó có cái hệ thống túi hoàn chỉnh, là các em nhìn thấy không? Khi mà ví dụ một cái tổn thương ở đây, vi khuẩn nó vô đây thì nó sẽ đi theo cái đường túi hoàn chỉnh này, nó thông qua mấy cái chỗ này. Có nghĩa là nó nhiều cái hệ thống túi hoàn chỉnh. Cho nên một khi mà tổn thương bàn tay mà đã nhiễm khuẩn rồi thì nó rất dễ nó lan ra hết toàn bộ cái bàn tay. Rồi phân vùng của gân duỗi cũng chia ra làm 8 vùng giải phẫu nha các em nha. Rồi, hệ thống mạch máu tụi em chỉ cần nhớ giùm anh là có hai động mạch chính, đúng không? Động mạch quay, động mạch trụ. Động mạch quay, động mạch trụ. Đến vùng bàn tay thì nó chia ra làm hai cung, là cung gan tay nông và cung gan tay sâu. Trong đó, cung gan tay nông và cung gan tay sâu nó sẽ chia ra những cái nhánh
cho các kẻ ngón và trung bình một ngón là sẽ có hai động mạch. Nhớ nha. Câu hỏi bên lề, trong số những cái động mạch như vậy này thì theo như các em nghĩ là động mạch nào gọi là động mạch ưu thế? Động mạch ưu thế là động mạch mà nó dẫn máu lui đến cái ngón nó nhiều hơn. Nha. Cái đó là câu hỏi thêm nha. Khả năng là cho thi đó nhưng mà không cho câu trả lời đâu, để cho em tự đọc bài. Rồi, về thần kinh tụi em chỉ cần nhớ ở bàn tay nó sẽ có ba dây thần kinh chính, là dây thần kinh giữa, dây thần kinh phụ, dây thần kinh trục và dây thần kinh quay nha. Dây thần kinh giữa, dây thần kinh trục và dây thần kinh quay. Trong ba dây thần kinh này, trong ba dây thần kinh này thì cái dây thần kinh mà to nhất là dây thần kinh giữa nha tụi em nhé. Nó to lắm tụi em, không mà rất là to ha. Tổn thương mà liên quan đến dây thần kinh trục là tổn thương khó phục hồi nhất, tổn thương dễ phục hồi nhất là tổn thương dây thần kinh quay nha tụi em nhé. Rồi, hệ thống xương thì biết rồi đúng không? Giải phẫu thì biết hết rồi. Xương cổ tay thì có 8 xương. Theo nguyên tắc gì? Thì người khác cậu thang thê đảo ha. Mỗi ngón thì có một xương bàn. Riêng ngón 1 thì có 2 xương đốt. Chỉ có ngón 1 là có 2 xương đốt thôi. Còn tất cả những ngón còn lại thì đều có 3 xương đốt hết. Rồi, về cái chẩn đoán. Chẩn đoán thì em sẽ dựa vào cái vị trí tổn thương, cái diện tích tổn thương và cái tổn thương của cơ quan nào để mà nó định hướng cho bác sĩ mình là mình sẽ xử lý cái gì nha tụi em ha. Thì giống như hồi nãy anh nói tụi em á, nếu như là một cái vết thương mà nó không có một cái cơ quan, nó không có một cái cấu trúc nào đặc hiệu thì tụi em sẽ chẩn đoán sao? Là vết thương phần mềm. Tuy nhiên nếu như mà nó có một cái cấu trúc nào đặc hiệu, ví dụ như là cái gân gấp á, tổn thương ví dụ như đứt cái gân gấp đi, thì tùy vào đứt cái gân gấp số mấy, anh lấy ví dụ đứt gân gấp số 1 thì tụi em phải chẩn đoán là sao? Vết thương đứt gân gấp số 1. Các em hiểu ý nói không? Thì khi đó là mình sẽ không chẩn đoán là vết thương phần mềm nữa. Nhớ nha tụi em nha. Tụi em nhìn qua cái hình bên tay phải là biết là người ta đang làm cái gì đây không? Có biết không? Người ta đang khám cái gân gấp. Gân gấp gì? Gân gấp nông. Nha tụi em nha. Người ta đè hai cái ngón hai bên đó để coi coi là bệnh nhân có gấp lên được hay không. Gân gấp này là gân gấp nông. Còn nếu mà gấp khám gân gấp sôi thì người ta khám thì sao? Người ta giữ cái cốt giữa. Hiểu biết nó không? Coi coi có gấp được không? Thì nếu mà gấp được là gân gấp sôi. Rồi, ngoài ra, nãy giờ toàn nói đến phần mềm không mà quên nói đến phần cứng. Phải xem coi coi là có bị gãy xương hay là không. Và khi mà gãy xương thì ưu tiên mình sẽ chẩn đoán cái gãy xương đầu tiên. Rồi sau đó mình mới coi coi là cái gãy xương đó liệu rằng nó có thông thương với bên ngoài hay không, nó có phải là gãy hở hay không, rồi mình mới quan tâm đến những cái yếu tố còn lại. Rồi, về cái vấn đề mà xử lý ban đầu, một cái vết thương bàn tay như hồi nãy anh nói rồi đúng không? Nó có cung gan tay nông, cung gan tay sâu, nó chia làm nhiều nhánh, nó có nhiều cái thần kinh. Cho nên là một khi mà đã có vết thương bàn tay thì các em thấy sao? Nó chảy rất là nhiều máu. Cho nên là em thấy là cái bàn tay của mình nó rất là hùng hào là vì như vậy, là bởi vì nó rất là nhiều máu nha tụi em nha. Cho nên cái xử trí ban đầu vẫn là làm sao để mà trồng máu, không cho nó chảy máu nữa, bằng cách là băng ép có trọng điểm. Rồi bên cạnh đó nè, tụi em sử dụng kháng sinh toàn thân để ngăn ngừa nhiễm trùng. Rồi, về vấn đề mà nuôi dưỡng thân thì thật ra là cái này là tụi em cần nhớ để mà đi thi thôi. Cái phương tiện mà cái hệ thống mà nuôi gân là bao gồm cái gì? Đầu tiên là mạch máu. Mạch máu ở đây là nó nuôi gân theo cái hình thức là thẩm thấu chứ không phải là nó truyền cái mạch máu vào trong gân. Nha các em nha. Nó thẩm thấu chất dinh dưỡng vào trong gân. Cái thứ hai nữa là hệ thống mạch dịch. Nha tụi em ha. Còn ở đây á, sự liền gân nó liền từ bên ngoài là sao? Nó liền từ bên ngoài và khi mà những cái mô sẹo mô sơ nó bám vào gân thì nó gây dính cái gân lại. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó liền từ bên trong, là khi mà các sợi collagen thành nội tại á, bắt đầu nó tự sản sinh nha, nó tự điều tiết tới. Hai các em ha. Vậy thì nếu như một cái cọng gân mà nó chỉ có liền gân ở từ bên ngoài á thì nó có nguy cơ làm sao? Trên lâm sàng nó có nguy cơ là nó gây dính gân ha, gây dính cái gân lại. Cho nên là nếu mà trường hợp mổ thì tụi anh sẽ phải bóc tách mấy cái gân đó ra, là do cái lý do là nó liền gân từ bên ngoài nó ưu thế hơn cái việc mà liền gân từ bên trong. Rồi, về phần điều trị nói sơ một tí, cái nguyên tắc để mà cho hai cái gân nó liền nhau tốt là khi nào? Là khi mà hai cái đầu đứt của gân á nó đâu vào với nhau, chỉ đơn giản vậy thôi. Mà khi mà nó đâu vào với nhau rồi thì cái mối chỉ nó phải vững chắc,
và nó phải đảm bảo được cái nguồn máu thôi. Hai các em ha. Rồi, cái này bỏ qua. Rồi về cái phần mà tổn thương thần kinh á, thì bản chất của tổn thương thần kinh, nếu cái dây thần kinh của mình nó giống như cái sạch cáp quang á tụi em, nó có nhiều bó nhỏ bên trong. Nếu mà tụi em muốn phục hồi đúng á, thì từng cái bó nhỏ đó là tụi em phải cho nó đâu vào với nhau nha tụi em nha, đó là cái phục hồi đúng. Tuy nhiên trên lâm sàng mà muốn làm được như vậy thì bắt buộc phải có kính hiển vi, nhiều nơi là không có, cho nên đa số các anh chấp nhận là các em chỉ khâu cái phần mà áo ngoài thôi. Áo ngoài là những cái áo ở đây thôi nè, khâu những cái áo vàng với nhau để cho nó định hướng lại với nhau thôi. Và một khi mà dây thần kinh nó đã đứt thì đồng nghĩa việc mà từ cái chỗ đứt đó em mà trở về xa là coi như là cái dây thần kinh nó chết. Dây thần kinh nó muốn phục hồi là từ cái đầu gần á, bắt đầu nó bò ra dần dần ha, nó bò ra từ 1-2 mm một ngày. Nhớ nha, cái những cái yếu tố đó là anh sẽ hỏi thi đó. Rồi sau khi mà thực hiện xong cái phẫu thuật, những cái phẫu thuật mà để mà phục hồi cái vết thương ở bàn tay, thì lúc đó là sẽ đến cái bước là gọi là bất động. Để chi? Mình cho cái gân nó có thời gian, cho cái cơ quan mà nó bị tổn thương nó có thời gian để nó có thể nó nuôi dưỡng nó liền, nó hồi luôn mạch máu, nó tái tạo lại cái mạch máu, nó hình thành cái mau mạch ở cái chỗ tổn thương nha các em nha. Rồi và tất nhiên chăm sóc sau mổ thì lúc nào cũng cần phải vệ sinh cái vết thương cũng như là kháng sinh bản thân. Còn cái câu chuyện NSAID giống như hồi nãy anh trình bày á, cái thuốc NSAID hiện tại bây giờ người ta vẫn còn đang tranh cãi, bởi vì nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình liền gân nha tụi em nhé. Rồi bài học của mình đến đây là kết thúc ha. Thầy ơi anh xin phép và anh gửi lại cái bài khắc phục cho tụi em về nhà tự học được không? Thực ra là cũng nó có 7 slide thôi, em muốn học luôn. Rồi thầy ơi lớp kết thúc ha.